vị thính giả đang nghe chương trình podcast do Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố thực hiện. Các bạn thân mến, viêm gan CVB là một căn bệnh nguy hiểm với khả năng lây nhiễm cao, đặc biệt từ mẹ sang con. Việc phòng ngừa hiệu quả là rất quan trọng để bảo vệ trẻ không bị lây nhiễm CVB từ mẹ. Để đảm bảo giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về cách phòng ngừa viêm gan CVB từ mẹ sang con, hôm nay chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện từ thạc sĩ bác sĩ Vũ Thị Thúy Hà, nguyên giảng viên chính bộ môn nhiễm, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch các bạn nha. Thưa bác sĩ, xin bác sĩ cho các bạn quý vị thính giả được biết làm thế nào để phòng ngừa viêm gan CVB từ mẹ sang con ạ? Trước hết, để phòng ngừa lây nhiễm CVB từ mẹ qua bé sơ sinh thì ngay khi người phụ nữ có thai, họ đã phải có ý thức về chuyện này rồi. Tức là họ phải bắt buộc đi kiểm tra, tầm soát về CVB. Và nếu chẳng may phát hiện tình trạng nhiễm thì họ phải được bác sĩ theo dõi sát trong cái quá trình mang thai để xem là có chỉ định để uống thuốc dự phòng ngay từ trong thai kỳ. Thường là sẽ quyết định từ tuần thứ 28 của thai kỳ và sẽ uống có thể kéo dài đến 1 đến 3 tháng sau sinh. Đó là biện pháp thứ nhất, tức là chủ động uống thuốc dự phòng ngay trong thai kỳ. Và khi đứa bé chào đời thì cháu cần phải được chích hai loại. Thứ nhất là vaccine phòng ngừa viêm gan CVB, thì cái này có trong chương trình đại trà của nhà nước miễn phí, chỗ nào cũng có. Nhưng cái loại thứ hai quan trọng hơn và tương đối cũng có thể một số nơi chưa có cung cấp được cho các cháu, đó chính là kháng huyết thanh. Tức là một cái kháng thể có sẵn để giúp bé chống đỡ lại CVB. Bởi vì khi bé chào đời ra khỏi cái cơ thể của mẹ thì bé đã bị lây nhiễm CVB rồi. Chúng ta không thể chờ đợi vaccine đủ thời gian để mà bảo vệ bé, và chúng ta phải đưa liền cho bé một cái kháng huyết thanh, một cái kháng thể bảo vệ ngay thời điểm bé chào đời, chúng ta đón chào bé trên tay. Và cái thời gian chích hai cái loại này, vừa vaccine vừa kháng huyết thanh, càng sớm càng tốt. Và theo quy định của Bộ Y tế mình thì trong vòng 12 và tối đa là 24 tiếng đồng hồ sau sinh. Xin được cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ ơi, nếu thực hiện các biện pháp như bác sĩ vừa chia sẻ thì phụ nữ nhiễm viêm gan CVB có bao nhiêu phần trăm hy vọng sinh ra những đứa con bình thường không bị nhiễm CVB ạ? Nếu chúng ta phối hợp tốt ba biện pháp này, uống dự phòng tích cực khi có chỉ định trong thai kỳ, chích vaccine và chích kháng huyết thanh tích cực cho bé càng sớm càng tốt sau sinh, thì chúng ta có tới trên 99% khả năng hy vọng chúng ta sẽ bảo vệ được bé. Và như vậy, một người thai phụ dù bị nhiễm CVB vẫn có trên 99% hy vọng sanh ra được một đứa con khỏe mạnh bình thường. Và điều này là một cái thông tin rất rất là quan trọng, và tất cả những người phụ nữ nếu chẳng may bị nhiễm CVB cần phải nhớ và hãy tự tin là mình có thể sanh ra được những đứa con khỏe mạnh bình thường, không bị lây nhiễm CVB. Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ. Các bạn ơi, những thông tin được bác sĩ Thúy Hà chia sẻ vừa rồi thật hữu ích đúng không ạ? Tuy nhiên thì do thời lượng chương trình có hạn, chính vì vậy mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng theo dõi thông tin về viêm gan CVB trong số phát sóng tiếp theo. Bật mí nho nhỏ, số phát sóng tiếp theo sẽ là một thông tin về cảnh báo viêm gan do thuốc. Và bây giờ Hồng Gấm và chuyên gia bác sĩ Vũ Thị Thúy Hà mến chào các bạn quý vị thính giả và hẹn gặp lại các bạn trong số phát sóng podcast kỳ tới nha. Quý vị đừng quên theo dõi HCDC để cập nhật thêm nhiều thông tin bổ ích. Hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.